Yo, this is Short Dog. He always takes care of me. Facts. Thank you, man. Square Biz in the building. Y'all already know. What's going on YouTube? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Ở video ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy hiện giờ Ben đang ở một cái kho. Và đây là một cái kho của Gate. Ngày hôm nay thì Ben mới cả lùn đi xuống Brooklyn để có một chút việc. Bây giờ thì đang là khoảng tầm 3:30, 4 giờ gì đấy thôi. Sorry, tiếng xe tải đằng sau hơi ồn một chút bởi vì đây là một cái kho rất là lớn. Bây giờ chúng ta đang ở Brooklyn và nhân thể chúng ta đang ở Brooklyn thì không thể nào không ăn pizza ở Brooklyn được. Bởi vì Brooklyn là một trong những nơi mà có những cái pizza ngon nhất cái hành tinh này. Hẹn gặp mọi người một lát nữa ở chỗ pizza. Yo, xin chào mọi người. Như mọi người có thể thấy thì đây là một cái khu neighborhood rất là thân thiện và cũng rất là đời thường của những người New York. Bình thường thì trước đây Ben hay đưa mọi người đi Manhattan, là một nơi rất là thành thị, cũng có thể so sánh như là quận Nhất hay là quận Hoàn Kiếm ở Việt Nam. Còn Brooklyn thì là một nơi mà rất là đời thường, rất là bình thường. Và đây mới thực sự là nơi mà dân bản địa họ sinh sống. Bây giờ thì chúng ta đang tiến đến một cái quán pizza. Đây là một quán pizza cũng rất là lâu đời rồi, gọi là Di Fara. Không biết là hôm nay có phải xếp hàng không, bởi vì bình thường thì lúc nào ở đây xếp hàng cũng rất là dài. Nhưng mà bởi vì hôm nay thời tiết mùa xuân thì nên là vừa nắng vừa mưa. Ở bên này là những cái chợ rất là bản địa. Và đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là một cái khung cảnh nhìn rất là Brooklyn với những tòa nhà không hề cao tầng một chút nào cả. Bây giờ Ben chuẩn bị đi sang bên pizza là ở bên phía bên đường bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đường. Chuẩn bị vào cái quán đấy rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là quán Di Fara. Đây là một quán phải nói là rất là lâu đời của Brooklyn rồi. Và ở đây cũng là một nơi mà có rất là nhiều người Do Thái nữa. Hi. What's going on, brother? How are you? Great. Hi. How are you? How are you? I'm good. Can I get one regular, one square? One square and one regular? Yes. What's your name? Benjamin. Benjamin? Okay. Yes. Okay, just give us a few minutes, okay? Sure. The only thing I have is right before the drink. I would say, yeah. That's the only thing I have. For saying excuse me too. How crazy was it after you guys getting featured on internet? That's when it really got crazy. I mean, before the internet, say it was around the mid-90s. Like very local, right? Yeah, you had to be kind of in the know. So we knew everybody. All the customers, they knew us, we knew them. Yeah, and it's, you know, at night it's very hard to see out. People walk by, they didn't know we were here. Yeah. And then when the internet happened, they got angry. They kind of like, it was like their little secret, you know? It's this little place over here. It's like a hidden gem. Yeah. Here we go. Two slice. It's okay, don't worry about it. It's on us. Yeah. No, don't do that. Yeah. Please, no, come on. Ah, don't worry about it. Yeah. I'll take this. No, I'm not taking your money. Just take my money. No. Just take it. Give me a picture. Take the book. Just buy the book. All right. Just put, yeah. I'll buy the book. Yeah, that's it. It's $10. Down. Ben đòi trả tiền nhất định họ không chịu, thế nên là Ben mua một cái cuốn sách họ. Đây là một cuốn sách mà do chính cái anh này, anh ấy viết ra luôn. You want to come through the back door and say hi? Sure, sure. It'll be easier to go. Okay. Do I just go? Yeah, just. From Vietnam, right? Yes. He's from Vietnam. Came to see you. How are you? Say hi to you. All the way from Vietnam. I'm really like a big fan of you. I heard that you contributed a lot to Lusali. What do you think is the best pizza in Brooklyn? This is something people talk about a lot. Lucali's by far. Lucali's, okay. Yeah. Lucali's. You've been there? You've been there for real? Yeah. It's crazy to meet the legend. Thank you. Thank you for making such like great craft. Thank you so much. Okay. I wish you health and the best. Thank you. Yeah. Thank you so much. Here's all the staff. They're amazing. They're super nice people. Hi. Thank you so much. I'm gonna enjoy the pizza now. Thank you. Ooh, Phải nói những người này rất là tuyệt. Vừa mới đưa Ben vào khu đằng sau của cái bếp của họ xong, rất là thân thiện. Những người ở đây phải nói rất là thân thiện và hiền lành. Ở đây họ có một loại vuông và một loại slice bình thường. Ben nghe nói là cái loại vuông ngon hơn, nhưng mà Ben cứ muốn order cả hai cái. Ở đây pizza khá là đắt đấy, khoảng tầm 6 đô một cái slice vuông và 5 đô một cái slice bình thường. Đây là cái loại mà rất là bình thường, có lá basil. Một điểm rất đặc biệt của cái pizza này đấy là mọi người thì nhìn cái đế này, mọi người thì nhìn cái đế này hơi cháy một tí, nhưng mà chính cái cháy này mình gọi là cái mà làm nên điểm đặc biệt của cái pizza này. Cái pizza này được feature rất là nhiều ở trên Vice này, ở trên Munchies này, ở trên YouTube và gần như tất cả các trang. That's all, Tom. I had already signed a lease here, and you know I was building the space out, and I went and I was like, that's it. This guy has just taken traditional New York pizza to another level. Time for a visit with the king of Brooklyn pizza at his Midwood Palace. Ready, kid? Let's do it. God, we bought you some gifts. Những người đấy phải nói là rất là thân thiện và rất là nhiệt tình luôn đấy. Những người này phải nói là những người mà họ rất là hiền lành và họ rất là chăm chỉ tập trung vào công việc của họ thôi. Họ không phải là những người mà lên mạng hay là những người mà giống như sống một cuộc sống rất là bận rộn của một người thành thị, mà họ bận rộn theo kiểu là họ có một cái khu phố. Và ban nãy ông anh kia là con của chủ ở đây, là người sáng lập ra cái chỗ này, có kể với các bạn là trước đây thì họ toàn là chỉ có khách quen thôi, nhưng mà kể từ khi internet bắt đầu giới thiệu đến họ thì lúc đấy cái chỗ này như kiểu là nó blow up luôn, nó như kiểu là nó nổi tiếng một cách mà khủng khiếp luôn. Bây giờ bạn sẽ ăn thử nửa cái miếng vuông còn lại và xem nó như nào. Vuông ngon hơn nhiều. Và đây là cuốn sách của anh ấy. Hồi xưa ấy, khi mà Ben Lùn ăn pizza ấy, Ben Lùn lúc nào cũng muốn là cái pizza nó phải có thật là nhiều các cái topping, thật là nhiều những cái nằm ở trên cái pizza. Nhưng mà sau này khi được ăn những cái pizza truyền thống ấy thì Ben Lùn lúc nào cũng rút ra một kinh nghiệm, đấy là pizza ngon nhất chỉ là những cái slice, chỉ là những cái miếng plain như này thôi. Riêng đối với Ben thì lúc nào Ben cũng ăn cả cái crust này, cái miếng này, bởi vì Ben cảm thấy nếu mà ăn pizza mà không ăn cái miếng này thì cứ cảm giác như là mình không ăn trọn vẹn một cái pizza ấy. Beverly vừa mới ăn hai cái xong mà giờ chắc phải ăn thêm một cái nữa bởi vì ngon quá không chịu nổi. So I call it more of a pizza making party because Ben vừa mới có cơ hội để ra đằng sau. Thật ra là Ben ra đằng sau để đi vệ sinh thôi, nhưng mà Ben có một cuộc nói chuyện với cả ông chủ ở đây, người sáng lập ra cái nơi này. Nơi này đã có từ năm 1966 rồi, và người mở ra cái này đến bây giờ cũng đã 82 tuổi rồi mà ngày nào cũng vẫn còn đến để làm một cái công việc này, khiến cho Ben cảm thấy những gì mà mình yêu và mình được làm nó thì mình không coi nó là công việc. Mặc dù cũng chỉ là những việc rất là đơn giản và đời thường thôi. Làm Ben nhớ đến có một quán bán ốc ở Sài Gòn cũng thế, có một bà cô năm nay cũng phải 80, ngoài 80 rồi, 81, 82 là ít, mà ngày nào cũng vẫn còn nướng những con ốc, ngày nào cũng vẫn còn làm một cái việc y hệt như thế. Và đấy là một nơi mà Ben được chị Ngọc và anh Hiếu dẫn đi ăn, nói là rất là bản địa ở trong Sài Gòn luôn. Và đấy có lẽ là cái món mà Ben và Lùn nhớ nhất luôn trong tất cả các món ở trong Sài Gòn, bởi vì ngoài yếu tố đấy là một quán rất là ngon ra thì mình cũng không biết là quán đấy sẽ còn duy trì được bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm nữa. Thế nên đấy là một cái mà khiến cho mình cảm thấy trân trọng cái quán ăn đấy hơn. Bây giờ thì bên đang có một cái square slice, đây là một cái slice vuông Và mọi người có thể nhìn thấy cái slice này, mùi quá đỉnh, quá đỉnh. Bây giờ bé sẽ dig in nốt cái slice này và sau đấy thì chắc là một lát nữa Benjamin sẽ quay trở lại Manhattan đi shopping một chút. Ban nãy thì Ben vừa mới gọi mình Gucci rồi và họ không có đồ mà Ben đang tìm, thế nên là một lát nữa chung để xem cuộc đời sẽ đưa chúng ta đi đâu. Ok, hẹn gặp mọi người một lát nữa. You know what? It's a little bit uncomfortable now. Oh no no yeah, no, no bad vibes, man. No bad vibes. You want me to take a picture of her? Nah. Okay, can I take a picture of you with your colors? We kind of have to go now. Like. Okay. Okay. One more picture. Can I take a picture of her? I don't think so. Okay, bro. Thank you. Benjamin vừa mới đi ra khỏi cái quán pizza này xong và phải nói người dân ở đây rất là thân thiện, nhưng mà có một ông ban nãy cảm giác rất là creepy luôn, tự dưng đòi chụp ảnh Benjamin. Chắc tại thấy Benjamin chinh quá, thấy Benjamin chinh tỏa, cần phải chụp ảnh để mà lên trên mạng xem đây là ai. Benjamin. Bây giờ Benjamin sẽ chụp nốt cái ảnh cho Benjamin, sau đấy quay về Manhattan. Và chắc là Ben sẽ chỉ kết thúc cái vlog ở đây thôi, bởi vì Ben chỉ muốn sneak peek cho mọi người về Brooklyn thôi. Brooklyn là một nơi phải nói là rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy cái vibe ở đây rất là chậm và rất là đẹp và rất là thân thiện. Chắc chắn lần sau Ben sẽ dẫn một người bạn của Ben đi, một người bạn tên là Shorty, và Shorty là một dân bản địa ở đây, sẽ dẫn chúng ta đi được rất nhiều những nơi bản địa và những nơi rất là đặc biệt ở Brooklyn và Queens. Ok, hẹn gặp mọi người ở episode lần sau. Like always, remember to live in style and stay fresh. Peace.